tác giả Hùng Tấn, qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ Ngọc Hoàng Quân, nghệ sĩ Võ Hoàng Du, nghệ sĩ Trọng Tánh và những nghệ sĩ Phương Nhi. Xin kính mời quý vị thưởng thức. Người ta tên là gì mà lại viết thư gọi người ta là người dân hà? Mà cái hồn chi tài đó, mình cũng gọi ảnh là người dân mà. Mình biết là yêu người những hành vi dội dã mà cũng tranh thủ với mấy dòng cho mình. Em biết cái là anh sợ em lo trong chiến tranh, sự sống với cái chết gần nhau trong gian tốt mà. Em cũng mong sao tới ngày toàn thắng để mình gặp lại nhau như đã hẹn. Còn cái âm long này sao mà tệ thì biết các chị để không kém để mấy dặm cho con gơ nó đỡ tuổi, trong khi hai người quấn quýt với nhau ngày này qua đêm nọ thì rất là tệ mà. Mà mới đó đã hơn 3 tháng rồi, nhớ thiệt. Thì đi nhanh quá, tôi đi theo không có kịp. Với lại ở đây là đường tràm nữa, tôi chưa có quen đường. Thì đúng rồi, dập trà bị rộng chưa đầy một công đất, bốn bề vân cắt nước nổi quanh năm. Hai đứa chị em đã giữ trạm này mất 3 năm, mà một phút giao liên bất ngờ xâm phạm nè. Trạm lưu liên đã ở đây thật là hay đó. Hay hả? Ừ. Hay gì anh ở lại đi. Tôi cũng muốn lắm, nhưng anh muốn thì anh cứ ở đây á. Gạo thì có sẵn đầy sạp nè, thức ăn thì quơ tay một cái là đủ ăn 3-4 bữa rồi, có gì đâu mà anh ngại. Tôi hay là anh không có tụi em. Thì ý của tôi không phải như vậy. Không phải vậy hả? Không phải vậy thì anh ở lại. Thì làm cái gì vậy? Thì anh đó, anh cũng bị thương mà. Anh đợi anh long lạnh hẳn lắm, anh đi luôn. Đâu có được, chúng tôi vì né bơm tránh đạn mà đã để mấy ngày nay rồi. Bây giờ tôi phải đi nhanh về đơn vị gấp để báo là anh Long đang bị thương, đang nằm ở đây, để cho mọi người ở đó yên tâm nữa. Vậy thôi, anh đi đi. Vậy tôi đi nha. Mẹ, anh đi rồi, khi nào anh quay trở lại? Bộ đội mà phải đi hành quân, tôi cũng không biết nữa. Mấy anh ở đây tụi em mến lắm. Bây giờ đi rồi, em cũng thấy buồn. Tôi cũng thấy buồn nữa. Dù gặp nhau chưa bao lâu mà như là quen thân lâu lắm thì đó. Thôi, để tôi nhắm hướng ra nhà trước chứ. Tôi đi một mình cũng được, về khỏi đưa tôi. Vậy thôi, anh đi đi. Vậy cứ đi nha. Oh,
Anh nói đi nhanh thì đơn giản đó, sao anh còn chưa đi? Đúng rồi, chị cứ đi nhé. Có cái này tôi nhờ Hiền được không? Anh muốn nhờ gì? Tôi nhờ Hiền ở lại chăm sóc anh Long giúp tôi được không? Anh khỏi phải lo, anh Long nó không có tới lượt để chăm sóc đâu. Còn anh đó, anh đi cẩn thận. Vậy tôi đi nghe. Nè, tôi chưa có chỉ đường rồi sao anh đi? Tôi quên nữa. Nè, thấy không? Hỏi cái giặc làm này trước mặt đó là tới nhà chú Chính. Rồi chú Chính mới chỉ đường cho anh ra tới đơn vị. Vậy hả? Của anh bị chậm trễ lắm rồi, chắc Hưng nó nôn nóng cho nên nó mới đi trước đó. Thiệt tình cái thằng này kêu đợi mình đi chung cũng không đợi nữa. Đâu có được, anh bị sốt cao lúc tỉnh lúc mê, anh muốn đi em cũng đâu có để cho anh đi. Thì anh cũng đâu có muốn đi hả? Ý của anh đó là anh muốn mình ở lại đây lâu hơn một chút cho nên anh muốn cái thương của anh nó nặng. Xui chiến tranh mà muốn bị thương nặng là xui lắm, anh biết không? Ý của anh không có phải vậy. Không biết làm sao từ lúc tới đây nè, được em chăm sóc tận tình, cái anh muốn ở lại cái trạm liên lạc này luôn vậy đó hả? Đâu có được, em và anh mỗi người một nhiệm vụ, giao liên và bộ đội đều là lính mà rời bỏ vị trí làm ăn tội đào ngũ không được. Anh biết rồi, anh chỉ nói đùa với em thôi mà. Anh chỉ sợ... Em không sợ gì hết, bởi khói lửa đạn tôi biết bao giờ mới dứt. Trong khi em và anh đâu có biết được may rủi trong đời. Không, anh hứa mai này còn thắng anh sẽ về, anh cưới em. Em có chịu không? Thôi em chịu. Trời ơi, kiên chị cấp đau dữ. Cô Hiền cũng rắn mắt dữ à. Ở trạm giờ còn có hai đứa, có nói cũng không có thấy buồn. Bất quá ta, hai người giờ làm tàu kiểm điểm đi, trở lên gặp tôi. Ủa, sao phải làm kiểm điểm? Yêu đương mà không báo cáo với tổ chức là bất kỳ kỷ luật, mà bị kỷ luật là giết kiểm điểm. Nhưng mà dù mới gặp nhau, tụi tôi trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau cũng có gì đâu mà phải làm kiểm điểm. Đúng rồi. Nếu mà nếu vậy thì hai người phải làm đám cưới hả? Đám cưới? Trời đất ơi, thương nhau còn cho mày sao bắt làm đám cưới? Bộ mày không muốn làm đám cưới hả? Nhưng mà tao đó là mơ ước của chị em mình. Có những đứa tới lúc ly sinh rồi thì chưa một lần nữa. Bây giờ hai người có chịu làm đám cưới không? Chịu. Nhưng mà trang giữa đình không có ai hết, sao làm đám cưới? Yên tâm, đám cưới là chính mà. Ở đây không có đàn trai, cũng không có đàn gái, chỉ có tôi và đất trời cùng với chương trình và những đồng đội đã đặt xuống bên đây tiếp chiêu cho hai người. Anh gì Long? Nguyễn Thành Long. Tôi xin tác hợp cho anh Nguyễn Thành Long và chị Trần Thị Thơm thành vợ thành chồng. Hai người hứa đi.
dù mới gặp nhau, nhưng tôi nguyện cùng với Thơm đi đến suốt cuộc đời. Giống như này, mỗi đứa một nơi, không biết ai còn, ai mất. Nhưng con nguyện với lòng là Thơm chỉ có một mình anh nơi nhà. Kệ tao. Gì vậy? Tao mới chơi mà mày
giận tao thiệt đó không? Không có giận hờn gì ai hết á. Nhưng mà tao biết, tao biết là anh Long có viết thư cho tao. Mày sợ tao buồn, mày không đưa tao quay thư chứ gì. Mày xin tao đưa lại cho mẹ. Hiểu được tao chỉ có thương thôi. Chưa nhắm mày đi ra coi. Mày cũng chết rồi còn em nữa. À, có người giận mình rồi thì thôi. Mình đang me một mình. Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè. Đừng lại coi. Em về không đưa mà còn biết tiếng đâu. Ai cho mày đấy? Tôi sợ lắm em ơi. Tôi sợ lắm.
là đi lên đó, mày buông tao ra. Thiệt, tao mới mày buông ra. Tôi gặp anh Hưng, nói là tôi lỗi thiệt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.